Tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh tang đố mộc, thường hội tụ những phẩm chất tốt. Họ là người có lý tưởng, óc sáng tạo, khả năng sáng tạo, lòng trắc ẩn. Không những thế, họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. So với những mệnh mộc khác thì tang đố mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa. Vì thế, họ thường được sự ủng hộ và lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với mọi người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của những người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của các bác tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Quý Sửu trong nửa cuối năm 2021, vận trình của tuổi Quý Sửu trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi của các bác tuổi Quý Sửu nửa cuối năm 2021 có nói rằng mặc dù là 5 tuổi nhưng xét về tổng quan, đây không phải là một khoảng thời gian quá nhỏ, quá khó khăn đối với các bác. Nhờ vào sự thông minh, tài trí và bản lĩnh của mình, các bác vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, các bác cần ý thức được điểm yếu của mình là quá cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nếu chỉ làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác, các bác sẽ vướng vào những rắc rối, thậm chí là tai họa khó lường trước. Ngoài ra, trong thời điểm này, các bác cần chú ý đến cách cư xử của bản thân, giữ quan hệ hài hòa với mọi người. Nếu không sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tạo ra những chuyện mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Đặc biệt trong năm, các bác tuổi Quý Sửu còn phạm phải trực thái tuế. Người xưa thường nói, thái tuế là vị tướng quân cai quản trần gian suốt một năm. 65 lục thập hoa giáp sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản và mỗi vị sẽ có chấp pháp khác nhau cai quản trời đất. Năm nào đến lượt thần thái tuế thì năm đó gọi là trị niên thái tuế. Mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi. Vậy nên để hóa giải, các bác hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm, mặt sau in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó các bác có thể gặp được nhiều may mắn, thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Quý Sửu trong 6 tháng cuối năm qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Trong nửa cuối năm 2021, các bác sinh năm 1973 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư và tiếp thị.
Nếu có cách ứng xử phù hợp, các bác có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình để đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Thời gian này, các bác tuổi Quý Sửu nên tiếp tục giữ tinh thần tích cực, chủ động. Các bác có thể đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, các bác cần chú ý sự thăng tiến của mình, bởi chính điều đó có thể khiến cho kẻ tiểu nhân ngừa mắt. Các bác cần chú ý và đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình. Thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả lo toan rất nhiều. Vậy nên, để có thể hóa giải được vận mệnh, xua đuổi hung tinh, các bác tuổi Quý Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí sẽ giúp đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời, vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ các bác phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về tài lộc và tiền bạc. Trong nửa cuối năm 2021, nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, các bác sinh năm 1973 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc, khiến tiền lương hoặc tiền thưởng gia tăng. Trong cuộc sống, các bác có cần kế hoạch chi tiêu, khoa học, chớ nên quá tay trong việc mua bán đồ dùng hàng ngày. Nếu không, dù tiền lương có tăng cao, các bác cũng ít có được khoản tiết kiệm. Để có thể kích hoạt tài lộc, vận may trong thời gian này, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Quý Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân, tương trợ các bác trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hành thông, thuận lợi, thành công, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy phần đào hoa của các bác tuổi Quý Sửu trong một khoảng thời gian này khá vượng. Tuy nhiên, nếu là các bác đã lập gia đình, các bác cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp đối với người khác, chớ nên vì hư vinh hoặc ham vui nhất thời mà làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến gia đình hạnh phúc của gia đình. Còn với những bác chưa lập gia đình, có thể chưa mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết với những đối tượng triển vọng. Ngoài ra, trong thời điểm này, các bác không nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai của mình. Trong cuộc sống, hai người xa lạ cần phải biết bao dung và dung hòa với nhau thì mới có thể xây dựng gia đình, hạnh phúc. Để cải vận tình duyên, các bác tuổi Quý Sửu hãy sử dụng vòng tay phong thủy, tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp kích hoạt tình duyên, vận đào hoa của các bác trong năm. Từ đó, có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia và giúp gia đạo yên ấm. Những bác đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong thời gian nửa cuối năm nay, các bác tuổi Quý Sửu không nên quá tham công tiếc việc, mà lao động quá sức. Mục tiêu của các bác càng cao xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, các bác sẽ rơi vào tình trạng lao lực. Bên cạnh đó, các bác nhớ chú ý rèn luyện thể dục thể thao trong sử dụng các vật kích thích và đồ ăn nhiều dầu mỡ. Đặc biệt trong thời điểm này, các bác tuổi Quý Sửu nên sử dụng pháp khí phong thủy, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác tăng cường vận khí, cải mệnh, chiêu mời quý nhân tương trợ, bảo vệ các bác. Khi mang theo pháp khí bên mình, cũng giống như Phật ở bên cạnh, từ đó tâm sẽ được thanh thản, giảm căng thẳng và áp lực trong năm. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Quý Sửu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng. Thứ nhất, tháng 7 âm lịch. Sang tháng cô hồn, vận trình của các bác tuổi Quý Sửu có khá nhiều biến động. Công việc của các bác sẽ gặp khó khăn, cảm giác làm việc trục trặc, bị nhiều thế lực cản trở. Sức khỏe của các bác cũng giảm sút, sẽ đau yếu, mất tiền thuốc thang trị bệnh. Tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Sang tháng Đinh Dậu, Sửu Thổ và Đinh Hỏa tương sinh, hình thành thế thực thần thúc tài rất lợi cho đường tài lộc. Lại thêm địa chỉ tam hợp, cát lại. Càng thêm cát, tiền bạc dồi dào, khi kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Có điều các bác tuổi Quý Sửu cần đề phòng tai nạn bất ngờ, cho nên các bác hạn chế đi xa hoặc đi một mình, đề phòng bất trắc.
Có điều, các bác tuổi Quý Sửu cần đề phòng tai nạn bất ngờ, cho nên các bác hạn chế đi xa hoặc đi một mình. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này, sức khỏe của các bác tuổi Quý Sửu liên tục phát sinh trục trặc, cho nên các bác cần chủ động nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám định kỳ để sớm phát hiện ra nguy cơ bệnh tật. May mắn tài lộc của các bác trong tháng khá vượng, có hoạch tài bất ngờ, chuyện làm ăn dễ trùng mánh. Tuy nhiên, dẫu điều nhiều mà sức khỏe tốt cũng không trọn vẹn. Nếu có thể các bác nên bớt tham lam, ôm đồm nhiều việc để dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục cơ thể. Tháng 10 âm lịch. Tháng mà thổ khí đương vượng rất có lợi cho sức khỏe của các bác tuổi Quý Sửu. Theo đó, con người ốm mau khỏi, khi gặp thầy gặp thuốc, không hao tốn quá nhiều sức lực, tiền bạc. Có điều, các bác chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại, không được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao. Tử vi tháng 11 âm lịch, điểm nổi bật trong vận trình tháng này của các bác tuổi Quý Sửu nằm ở phương diện công việc. Các bác được các tinh tú chủ về di chuyển chiếu mệnh, dù mất khá sức cho việc đi lại, song thành quả thu về rất đáng ngưỡng mộ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tài vận trong tháng lên xuống khá bất ổn, đa phần có dấu hiệu suy giảm, có hung tinh, chủ về hao tán, chiếu mệnh. Theo đó, dù các bác làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm hàng đầu, đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm tuổi, các bác Quý Sửu sẽ chịu khá nhiều áp lực về mặt công việc và tài chính. Khối lượng công việc nhiều, áp lực gia tăng, trong khi đó tiền bạc lại bị tắc nghẽn ở nơi nào đó, chưa đổ về túi. Ngoài ra, tháng này các bác cần cẩn thận, phải phá tài do phải chi tiêu quá nhiều vì người thân hoặc bạn bè. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Quý Sửu trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sau hạn các bác tuổi Quý Sửu. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, bác trai tuổi Quý Sửu bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là hung tinh chủ về phát tán tiền bạc, trong công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, có thể trắng tay đề phòng quan sự, xấu nhất là tháng 2 và âm lịch. Không như vậy, bác còn gặp phải hạn toán tận chủ về ho tài, tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận, kẻo tai nạn. Ngoài ra, các bác cần đề phòng gặp nạn khi khai thác lâm sản. Bác gái tuổi Quý Sửu may mắn hơn khi có sao Thái Âm chiếu mệnh, bởi Thái Âm là cát tinh, tốt cho nữ hơn nam mạng. Bác gái tuổi Quý Sửu được sao này chiếu, mọi sự điều hòa, vui vẻ hạnh phúc, tiền tài tân tới, toại nguyện ước mong. Tuy nhiên, bác gái vẫn cần chú ý đến hạn Huỳnh Tuyền, hạn này chủ yếu gây họa về sức khỏe. Khi gặp sao hạn Huỳnh Tuyền sẽ dễ thấy đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Nếu cạnh đó, mưu cầu danh lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Thứ hai, luân hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Quý Sửu có Thái Tuế phá toái và hoa cái tọa thủ, gây ức chế về mặt tinh thần, suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra có dấu hiệu thị phi, đeo bám, ăn nói cẩn trọng. Cung tam hợp thì có lộc tồn, long trì, phượng cát, giải thần, thiên phúc, hàm trì là những cát tinh thúc đẩy ngoại giao tốt, gặp người có quyền thế, giúp đỡ, lệ hại cho tài lộc và ngoại giao. Tuy nhiên, còn có các hung tinh như tuần, triệt, bạch hổ, phi liêm, thiêm khóc, thiên khóc, quan phù mang tới trở ngại công việc, tin buồn trong gia đình, tai nạn bất ngờ, thị phi, kiện tụng. Cuối cùng, cung xung chiếu gồm có đại hao, tuế phá, thiên hư là những hung tinh chủ về tiêu hao tiền của, mất trộm, tiểu nhân quấy phá, hạn có tình trạng bệnh trong người. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái,
Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.